Chào mừng mọi người đang đến với kênh của Nguyễn Hoàng Tâm. Ok, thì ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục làm một cái clip để nói về những cái điều mà mình suy nghĩ đến cho cả các bạn về mùa hè này và dự án sắp tới của mình sẽ làm cái gì đến cái kênh của mình để cho mọi người biết, để xem là mọi người có ủng hộ mình hay không, mình có nên làm hay không và mình tính như thế nào và ý tưởng kịch bản tất cả kiểu linh tinh mọi người góp ý của mình như thế nào thì hôm nay mình sẽ nói hết tất cả các bạn nha. Đây là hôm nay là ngày ngày 20 mấy thì ngày tới ngày 30 rồi. Đấy, còn ngày mấy ngày nữa là qua tháng 8 rồi, cho nên là tháng 8 là một cái tháng đầu tiên để mình bắt đầu nhập học vào mùa hè. Năm nay lớp 12 rồi các bạn. Ở sự là chỉ còn một năm ở quê mình thôi, nhưng mà hết năm mới 12 là mình phải đi học nữa rồi, mình phải học xe trên Sài Gòn muốn tí tí tinh tinh tải rồi, cho nên là mình không có quay nhiều clip ở quê cho mình xem. Hay nói chung là cũng rất là buồn bởi vì mình xa quê, mình chắc mình nhớ quê mình lắm. Hồi xưa giờ biết bao nhiêu cái clip, mấy trăm mấy hai ba trăm cái clip mà mình làm ở phim ở quê mình nè, từ hồi xưa mà khi mà tôi còn học lớp 10 cho tới bây giờ đấy. Các bạn hồi xưa các bạn xem mấy clip hồi xưa, trời ơi tôi ngáo đá lắm các bạn, nhìn nó ngơ ngơ, nó ngáo ngáo, tôi không biết cái gì luôn, tôi không có nói lanh được như bây giờ đâu. Các bạn thấy bây giờ tôi khác, thay đổi một cách hoàn toàn, tôi đẹp trai hơn đấy. Ok, nói cho vui vậy thôi, chứ hôm nay thì tôi sẽ nói về cái kênh của tôi và cái dự án sắp tới sau này và những cái ý tưởng kịch bản đấy, hoặc là mọi người hãy góp ý cho tôi. Thì bạn còn khoảng 20 ngày nữa thôi là tôi vô lớp 12 rồi, tôi nhập học rồi, nên là hết hè rồi, cũng chán lắm. Năm nay là mùa hè cuối rồi, cũng rất là buồn bởi vì đời học sinh, thời học sinh nó cũng sắp hết rồi, mình phải chuyển qua một cái giai đoạn mới là một thời gì sinh không biết nữa. Ok, tôi quên rồi, cho nên là hôm nay là nói về cái kênh của tôi sau này nha. Một năm nay sau này khi mà tôi vào lớp 12 á, cho đến hè lớp 12 tôi phải đi học thêm này nọ tất cả kiểu để thi tốt nghiệp đó, cho nên là mình phải làm những cái clip nào mà nó hay nhất ở chỗ của mình để cho mọi người xem, cho mọi người cảm nhận được cái vùng quê mà là vậy. Để hết một năm nữa rồi mình không sản xuất ra clip nữa, mình sản xuất ở trên Sài Gòn đúng không? Đó là mình mua máy quay, mình mua rất là nhiều phụ kiện để mình có thể là đầu tư cho kênh YouTube của mình đấy. Đó là dự án của mình và dự án sắp tới một năm nay thì Tâm sẽ suy nghĩ là làm clip khoảng 5 phút, không có trên 10 phút. Bởi vì 10 phút thì trên 1 phút thì quay rất là cực, dựng cũng rất là cực nữa, cho nên là nó hơi bị mệt một tí. Cho nên là mình quay cái mấy dự án và clip mà dưới 5 phút thôi. Không biết mọi người có ủng hộ hay không, nếu mà mọi người ủng hộ thì ấn bấm like, hoặc là không ủng hộ hoặc là có cái ý kiến gì đó thì mọi người cứ bấm comment bên dưới cho Tâm biết. Hoặc là mọi người có ý tưởng nào đó thì mọi người cứ comment bên dưới thì Hoàng Tâm sẽ thực hiện theo nó và tóm gọn lại clip dưới 10 phút cho mọi người xem. Đấy, là sự trên 10 phút thì cần phải kênh trên nhiều người đăng ký và phải ok thì mình mới làm trên 10 phút được, chứ thật sự là bây giờ là mình cũng không có thời gian nhiều, mình cũng không có giỏi nhiều về làm YouTube, cho nên là mình làm ít thôi đó. Nói chung là dự án sắp tới là phải làm cho kênh là khoảng trong một năm nữa thì phải làm khoảng 200 clip nữa đúng không? Bây giờ là Tâm nghĩ là từ đây là tới vô học và hoặc là cái năm đó thì mình phải làm thêm 100 clip nữa, và tiếp theo là 200 clip nữa cho đến hè năm sau đúng rồi. Ok, phải làm dưới 5 phút, ủa trên 5 phút hoặc dưới 10 phút đúng không, để cho mọi người xem, mọi người cảm nhận được. Ok, và clip đến đây thì nó cũng hơi ngắn tí, mọi người nghe mọi người cũng hiểu hiểu cho mình nhé. Và nếu thấy có ý kiến gì thì nhớ comment bên dưới, hoặc là mọi người cái ý tưởng nào đó ta sẽ làm cho mọi người xem trên 5 phút hoặc là dưới 10 phút. Ok, thì mà mới ý tưởng thì mọi người nhớ comment bên dưới nhé, clip đến đây có nhiêu đó thôi. Rồi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ suốt thời gian qua, mọi người nhớ chia sẻ này, tao không cần cái nhiều gì hết, chỉ cần mọi người chia sẻ để mọi người biết đến cái kênh này, mọi người xem được thôi. Rồi ok, cảm ơn mọi người đã xem clip này và nhớ chia sẻ clip cho mọi người biết nhé, và hãy nhớ chia sẻ kênh của Tâm cho mọi người đều xem nhé. Rồi, cảm ơn mọi người nha. Bye bye mọi người.